nghe rõ ý trời. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 tháng 4 âm lịch, may mắn trúng lớn, tiền bạc ùn ùn kéo về. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại và đồng hành cùng KB Tử Vi. Kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị cô bác và các bạn thân mến, Khổng Tử có nói rằng, bất chi mệnh, vô dĩ vi quân tử, nghĩa là không biết mệnh trời thì không thể thành người quân tử. Trước tiên là biết được mệnh của bản thân, con người sinh ra và sống trên đời, nên làm sao để lập thân xử thế. Thiên mệnh ý là nói sau khi đã trải qua những nỗi thăng trầm trong kiếp nhân sinh thì hiểu được đạo tự nhiên của trời đất, từ đó có thể tuân theo mệnh trời. Khi đã hiểu con người và trong lòng không còn hoài nghi thì có thể thản nhiên mà đón nhận mọi thứ, thuận theo tự nhiên mà sống. Biết mệnh chi bằng cải mệnh, phải chăng chúng ta cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn để tránh những năm tháng sau cùng phải sống trong cảnh bị lụy, nghèo khó, khổ đau. Chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn khi đã bước qua những ngày tháng hào hùng và sôi nổi nhất của cuộc đời mình. Cô bác Quý Mão, sinh năm 1963, nếu hữu duyên xem được video này thì hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế để đón nhận và vượt qua khó khăn trong thời gian sắp tới. Bởi lẽ các bậc thầy tử vi dự báo, thoát khỏi năm trực thái tuế 2023, bước sang năm Giáp Thìn 2024, cô bác lại một lần nữa đối đầu với cục diện hại thái tuế. Tuổi Mão nói chung sẽ là con giáp gặp vận trình trắc trở nhất trong 12 con giáp năm nay. Lên voi rồi xuống chó là lẽ bình thường của kiếp nhân sinh, nên cô bác cũng đừng quá hoang mang, lo lắng. Hãy nỗ lực, cố gắng thì khó khăn nào cũng qua nhanh thôi cô bác nhé. Ngay sau đây là phần luận giải tử vi của cô bác Quý Mão, sinh năm 1963 trong tháng 4 âm lịch. Xin mời cô bác theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 trong năm 2024. Quý vị thân mến, nếu mệnh thân của Quý Mão đóng tại Tý, Sửu thì thuở nhỏ của họ sẽ vất vả, trung vận nổi danh giàu có, nhưng không bền. Còn mệnh thân đóng tại Tam hợp, Hợi Mão Mùi, có cục mộc hay Tam hợp, thân Tý Thìn và cục thổ hay cục thủy với nhiều chính tinh và trung tinh đắc cách hợp mệnh thì họ thường là mẫu người thành công, có danh vọng và địa vị trong xã hội. Quý Mão có tính cách bình lặng, ngay thẳng, nếu họ gặp thời sẽ biến hóa như rồng. Tuy bên ngoài chi Mão là mẫu người nhanh nhẹn, khôn ngoan, nhẹ nhàng nhưng một khi họ đã đưa ra quyết định sẽ quyết tâm làm đến cùng. Quý Mão sở hữu nhiều tài nghệ, khả năng thiên phú về nhân văn. Nếu ngày sinh mang hàng can giáp Ất, Nhâm Quý, sinh giờ Sửu Mùi thì hưởng thêm phúc ấm của dòng họ. Còn sinh vào mùa thu hay các tuần lễ giao mùa là thuận mùa sinh. Nói về cuộc đời của Quý Mão thì bao nhiêu lời lẽ cũng là không đủ. Cả đời sống vất vả, lo toan, vì con vì cháu, tự tay xây dựng nghiệp lớn. Bởi vậy mới có câu ca. Nhìn xem số mạng tuổi này, như vàng tây trắng có ngày giàu sang. Tiền vận vất vả khó con, trung vận mạnh khỏe làm ăn hơn người. Trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam. Mùa thu sinh đặng thuận mùa, mùa hạ hỏa khắc phải rời đổi thay. Bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai. Nếu tu thì phúc lại tăng, tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi. Tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người. Tuổi Quý Mão cuộc sống có chút thăng trầm, của cái có lại hết. Khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận thì khá hơn nhiều. Có số phú quý học hành thành đạt, thông minh khéo léo, cử chỉ lời nói mềm mỏng, dịu dàng, xử lý không ngoan, nếu sinh vào giờ tốt. Người này bên ngoài thích ôn hòa bình an nhưng bên trong rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng. Họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Người tuổi Quý Mão thành thạo nhiều nghề, nhưng hay bỏ dở dang. Người này có năng khiếu khoa học xã hội và chính trị. Nếu là người thiện thì nam mềm mỏng lịch sự, hòa nhã, có tài, khéo léo được người đời tin tưởng. Nữ thì dịu hiền, đảm đang, có thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vô tư, không vụ lợi. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng. Cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp. Vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ tạo được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Gia đạo của nam giới tuổi Quý Mão hài hòa, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không có cực khổ lo lắng. Phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, phần công danh được lên cao. Quý cô bác Quý Mão thân mến, có đôi điều KB Tử Vi muốn gửi đến cô bác. Khi cô bác cơ cực quá,
Khổ ải quá thì chẳng có gì sai khi cô bác có một niềm tin và khao khát mạnh mẽ rằng một ngày nào đó cuộc đời của mình sẽ khá khẩm hơn. Nhưng quý cô bác ạ, nếu chỉ bằng niềm tin mà có thể thay đổi được vận mệnh một người thì thế gian này nào có ai khổ đau, nghèo đói. Nên cầu trời không bằng cầu mình, thay vì cầu những thứ hư vô, chi bằng ta nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Hãy chăm chỉ và thiện vi, duy tâm và thiện tính. Bàn tay ta làm nên tất cả, cuộc đời đến độ tuổi này có tốt hay xấu đều do bản thân mình tạo ra. Quý cô bác Quý Mão thân mến, cuộc đời vốn là cõi tạm không hơn không kém. Bao nhiêu người bảo vô thường, nhưng trong số bao nhiêu người thấm thía được khi tất cả mưu cầu của mỗi người ngày một nhiều, bản chất tâm tính cũng từ đấy mà dần thay đổi. Thật ra, mọi quy luật trong cuộc sống này không bao giờ dịch chuyển, chỉ có chúng ta dịch chuyển chúng mà thôi. Vì rất nhiều thứ trong đời như danh lợi, địa vị, tham lam, sân si nối dài, con người sẽ không bao giờ dứt ra được. Cứ đi qua mỗi ngày, chúng ta nghĩ cuộc sống của mình, của gia đình, người thân mình phải đủ đầy, phải đạt được thứ này, làm được việc kia, điều đó quả thật rất mệt mỏi phải không cô bác? Riêng với cô bác Quý Mão, tôi biết, suốt những năm tháng tuổi trẻ hay đến tận bây giờ, cô bác luôn phải vất vả rất nhiều để bon chen với đời. Đôi khi chỉ mong cuộc sống bớt khắc nghiệt với mình, có được một ngày thanh thản hưởng một cuộc sống bình dị, chẳng cần giàu sang phú quý, cũng chẳng cần tiền bạc công danh nhưng mãi vẫn chẳng được. Thị phi vẫn ở đó, cơ cực vẫn phải đối diện, lo nghĩ vẫn đầy thân đấy thôi. Nên nhiều khi cô bác Quý Mão cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng cô bác ạ, hãy vực bản thân mình dậy và tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tiến bước trên con đường cuộc đời bằng chính sự nỗ lực của chính mình. Tôi tin rằng, đến một ngày cô bác sẽ thấy được thành quả của sự nỗ lực đó và an nhiên để hưởng nó. Cũng không giúp được gì ngoài việc chúc cô bác nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến của mình. Về tổng thể, bước sang năm 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 phải chịu ảnh hưởng từ năm cục diện hại thái tuế nên vận khí nhiều biến động, hung nhiều hơn cát. Trong năm, gia chủ phải luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, để mắt đến mọi việc. Bản mệnh có thể hài lòng với những gì mình đang có, không cần quá bon chen hay tranh đấu mà mệt thân. Năm nay cũng cần đề phòng thị phi làm tổn hại danh tiếng. Trong năm gia chủ cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, thậm chí dính dáng tới kiện cáo pháp luật sẽ rất phiền hà. Tuổi tác tăng lên cũng khiến bạn dễ gặp những bất lợi về thể chất. Bạn cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến sức khỏe, chớ làm việc quá sức mà khiến cơ thể lao lực, hao tổn tiền bạc. 2. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Xét về địa chi, Mão gặp Tỵ không xung phạm, công việc làm ăn vẫn khá thuận lợi, mang về nguồn thu ổn định. Gia đạo trong ấm ngoài êm, có xung đột cũng chỉ qua loa, sau đó mọi người thêm hiểu nhau hơn. Xét về thiên can, Quý Mờ Thủy gặp Kỷ Mờ Thổ là thất sát, là cái khắc tôi. Nó thường đại diện cho quan lại xấu trong chính quyền. Vì vậy, trong tháng này các gia chủ tuổi Quý Mão 1963 nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch chỉ ra rằng vận trình bản mệnh sẽ lên xuống thất thường nhưng nhìn chung là xu hướng phát triển tốt hơn đối với cuộc sống của những ai biết chủ động, kiểm soát bản thân tốt. Về công việc, bản mệnh vẫn chưa đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, thu nhập trong tháng chẳng có là bao, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống bế tắc. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024 âm lịch, nhắc nhở bạn tránh tâm lý tiền sắp về nên thoải mái mua sắm, không tính toán kỹ có thể khiến bạn bị thiếu tiền. Kết quả là chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc trong những ngày cuối tháng đấy. 3. Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024 âm lịch, công việc đang dần cải thiện ở mức độ rất nhỏ mà chính bạn không thể nhận ra được. Đừng vội than phiền với ai đó kẻo người ta đánh giá sai về bạn đấy. Nếu có sự cố gì thì nên tập trung xử lý thay vì cho rằng đó là lỗi của ai đó. Đổ lỗi cho người khác hoặc cho ngoại cảnh, về cơ bản, là một cơ chế tự bảo vệ bản thân khỏi sự trừng phạt của người khác hoặc của chính chúng ta. Nhìn chung, tháng này cũng không có việc gì phải lo lắng hay đáng ngại quá khi bạn đủ sức để kiểm soát tình hình và cân đối lại cuộc sống cũng như công việc. Chỉ cần tránh tâm lý chủ quan mà dẫn tới sai sót nhỏ là được. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024 âm lịch, có thể bạn kỳ vọng quá về mức độ chăm chỉ của mình sẽ nhận được mức tiền xứng đáng nhưng thực tế có thể làm cho bạn buồn.
Thay vì thế, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế số tiền mình nhận được chứ không phải số tiền mong muốn. Tránh tâm lý tiền sắp về nên thoải mái mua sắm, không tính toán kỹ có thể khiến bạn bị thiếu tiền. Kết quả là chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc trong những ngày cuối tháng đấy. Việc tiết kiệm ngay từ đầu tháng khi mới được nhận lương là việc rất quan trọng để giúp bạn tránh khỏi những rắc rối vào cuối tháng. Hãy chuẩn bị cho cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra bạn nhé! Phương diện tình duyên. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024 âm lịch trên phương diện tình cảm. Thời gian này bạn cần có đủ bình tĩnh, sáng suốt để cân nhắc xem mình nên nói những gì. Và mỗi lần như thế bạn nên dùng ngôn ngữ ngắn gọn để nói tập trung vào chủ đề chính. Ngoài ra, bạn không nên chọn thời gian căng thẳng để nói chuyện, ví dụ như khi họ đang trong giờ làm việc. Hãy cố gắng chọn thời điểm mà cả hai đều có thể tiếp cận cuộc hội thoại với tâm trạng thoải mái và tích cực nhất. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 4 năm 2024 âm lịch, sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này khá ổn định, không có vấn đề gì đáng phải lo lắng quá nên nếu có hiện tượng gì không tốt thì bạn hãy bình tĩnh xử lý. Khi di chuyển bản mệnh không được chủ quan vì tháng 4 năm 2024 âm lịch này bạn dễ bị ngã, bị thương vì sự bất cẩn của mình. Vì vậy, hãy thật cẩn trọng khi lái xe, nếu có thể hãy để người khác cầm lái. Quý vị thân mến, trên đây, KB Tử Vi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, cô bác có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc trong năm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi được những video mới nhất của chương trình. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Các anh chị luôn